Con được hỏi câu hỏi này dành riêng cho khía cạnh Phật giáo Nam Tông Kinh. Có một số người chủ trương rằng cứ tổ chức liên tục và nhiều các khóa thiền Vipassana, khóa học giáo lý nền tảng sẽ đem lại lợi ích cho chúng sanh, miễn chúng sanh có tu là tốt. Nhưng thực tế chất lượng về các khóa thiền và khóa học kể trên, phần lớn thiền sư và pháp sư đều truyền cãi giáo lý nền tảng, nói sai kinh điển hay thậm chí hướng dẫn thiền lai tạp, đưa thêm các tư tưởng thiền tông, mật tông vào để giảng dạy. Vậy thì chủ trương gọi là miễn tổ chức, miễn chúng sanh có tu là tốt, vậy là đúng hay sai? Nếu đúng thì vì sao đúng, nếu sai thì vì sao sai? Kính xin sư Từ Bi Hoan nghĩ chỉ dạy. Thưa với quý vị đó, chủ trương của sư là nếu như mình không có khả năng dạy đúng thì tốt nhất là mình đừng có dạy. Quý vị có thể biện luận là nếu như mà sư dạy đúng mà đúng như trong kinh thì giỏi lắm là chừng 7 bữa là chứng thánh hết trơn rồi, mà sư dạy không chứng thánh thì dựa vào cái gì mà sư nói là sư dạy đúng? Thì xin thưa, có thể cái của sư nó chưa có đúng, nhưng ít nhất nó gần đúng nhất, gần đúng nhất có thể. Và sư mang cái tâm lý là hướng dẫn giáo lý, nó sợ sai, thành thử những cái sư dạy nó căn cứ trên đâu? Căn cứ trên kinh và trên chú giải, chứ không phải là căn cứ trên những cái thầy bà sở kiến cá nhân. Xin thưa với quý vị, ngay cả những truyền thống thiền mà quý vị ngưỡng mộ á, những truyền thống thiền lớn sư không cần phải kể tên, quý vị ngưỡng mộ Nam truyền Bắc phái đầy đủ hết, sư có xem, sư từng có tham dự, nhưng mà đối với sư đó chỉ là một cái để tham khảo và sư không có dựa vào ở trên đó. Từng có thời gian người ta nói là sư dựa theo truyền thống thiền này này, sư dựa theo truyền thống thiền kia, sư nó không phải. Sư dựa theo kinh, kinh dạy như thế nào sư hiểu cái đó và sư phân tích ra, sư hướng dẫn lại quý vị. Đó là cách để mà mình tránh tối đa cái chuyện mình dạy sai. Còn các cái khóa thiền mà mình dạy sai á nha, nếu như mà quý vị khẳng định là các khóa thiền nó dạy sai thì tốt nhất bên phía tổ chức, một là làm ơn làm phước đừng tổ chức cho chúng sanh nó nhờ, hai là bên phía những người đi học đi hành thiền tốt nhất là đừng có đi, để dành thời gian đó mình làm cái việc khác. Còn nếu quý vị mà có suy nghĩ miễn có tu là tốt thì xin thưa nhé, trong Trường Bộ Kinh có một đoạn như thế này, là những vị theo ngoại đạo đó, cụ thể là theo học trò của Ni Ganh Thá, Ni Kiền Tử, họ có một số người họ tu hành rất là nghiêm túc, rất là tinh tấn, nhưng mà nội dung bài kinh đó là gì? Mình càng nỗ lực tinh tấn bao nhiêu nhưng mà con đường đó đi ngược với chánh pháp thì mình càng nỗ lực, mình càng xa rìa chánh pháp. Giống như quý vị muốn đi Hà Nội, từ Sài Gòn đi Hà Nội thì cái hướng là hướng Bắc đúng không? Mình phải đi về hướng Bắc thì mình sẽ đi đúng. Còn mà mình cứ đi về hướng Nam á nha, đi về hướng Nam á, rồi mình cứ nghĩ đó là đi Hà Nội, rồi mình không biết đường, rồi mình bắt đầu mình quẹo tùm lum tùm la, rồi thì muốn tới được cái đất Hà Nội không chừng nào mới tới. Mà mình càng siêng á, mình càng chạy là mình càng xa. Cho nên nếu như mình không chắc nha, hoặc là mình biết là mình dạy mình pha tạp, mình dạy nó tầm bậy tầm bạ đó, thì xin đảnh lễ và làm ơn làm phước nghỉ giùm đi nha, chứ còn cái đó là nó hại chúng sanh. Một mình á nha, một mình á mình đi địa ngục thì đó là chuyện của mình, nhưng mà mình dẫn người khác đi chung với mình á, đó là cái lỗi lớn. Mình hư mình hỏng chuyện của mình thôi nha, nhưng mà đừng có kéo người ta chung bè chung lũ với mình thì tội nghiệp người ta lắm, thương chúng sanh giùm cái.
Thì cái tư tưởng gọi là có tu là được, giống như có chồng đỡ ngỡ giá, không có trâu á bắt chó đi cày. Thì cái này nó cũng có đúng mà cũng có sai. Ví dụ đối với cái người mà đó giờ không có biết gì hết Phật pháp thì họ vô họ làm được một hai cái thì đó là cái tự nhiên, nhưng á ở đây á nó sẽ tạo thành một cái xu thế, giống như là bây giờ trong lớp học mình, trong lớp học phổ thông á, cái đứa mà nó tinh cần nó học hành, nó học bài đàng hoàng, làm bài tập thì nó sẽ thành cái thói quen, thì nó sẽ làm qua cái xu hướng nó đi lên là luôn luôn hoàn thành cái trách nhiệm bài học. Nhưng mà cái đứa nó vô lơ tơ mơ, nó ngủ trong lớp, năng dụng đi trốn học chơi game thì cứ ở trong hoài, mình cứ đi kiếm mấy phần, đi học mấy khóa thiền như vậy. Ở đây á tất nhiên là phải hiểu là cái người đi học cái khóa thiền lơ tơ mơ đó đó, họ cũng không biết cái đó lơ tơ mơ, do nhiều khía cạnh mà họ không biết. Nhiều khi á cái danh tiếng của cái vị đỡ đầu, cái vị chủ trì á, rồi làm cho những người đi học người ta tin tưởng, nhưng mà cái ông đứng ra ông dạy á thì ông lơ tơ mơ. Thành ra đó cái người Phật tử mình á đi học là phải trang bị, không phải vô là mình giống như mình phó cái chuyện, giống như là mình phó thác sinh mạng mình cho ông thầy vậy đó, ông dạy sao chịu vậy à? À, ông dạy sao chịu vậy à? Hồi xưa đó chúng tôi nghe pháp á, khi mà cái vị pháp sư nhắc tới cái đoạn kinh ở trong cái bài kinh nào đó là chúng tôi phải lật cái trang cái bài kinh đó trong kinh Tạng ra coi đúng cái đoạn đó đúng rồi thì chàng thì mới chịu, thì mới chịu sẵn tiện mình đọc hết bài kinh đó luôn, chứ không phải là ông pháp sư cho dù nổi tiếng mà ông giảng cái đoạn kinh đó cái là mình chịu. Mình tài liệu bậc hai rồi, tài liệu mình phải coi tài liệu gốc ở trong kinh có đúng không, nhiều khi bữa đó ông mệt hay là ông lỡ ông nói lộn rồi sao, rồi mình hốt luôn. Ông thiết á, mình nghe mình chịu, mình là cái người thừa hưởng thì mình phải cẩn thận. Còn riêng với tôi á, thí dụ như á là khi mà chúng tôi thuyết một bài pháp xong rồi á, chúng tôi nghe lại không phải để xem coi mình nói hay khúc nào, mà nghe lại thứ coi mình có nói lộn không, mình có nói trật chỗ nào không. Cái người pháp sư, cái người giảng đạo á, mình phải cẩn thận đi từng chút một, mình không thể nào mình ẩu tả. Nó nói là một con bác sĩ á, khi mà sai lầm á, chết một vài người, nhưng mà một thầy giáo á, sai lầm là chết cả thế hệ. Cái thời buổi ban đầu á, khi mà mình vô giáo pháp á, mình đi học á, học đạo á, mình bái một thầy, mình vô mình học phát thiền, mình học nó dính luôn chồng, rất là khó để mình tách ra được. Mình cái kiểu đó đó ít lắm, mình lơ tơ mơ hoài rồi. Mà đó, khi mà quý vị đi học đạo á, thiền hay là pháp học như vậy thì quý vị đừng có để người ta sắp xếp, đừng có để người ta sắp xếp. Có những người rất là siêng phá nào không có, nhưng mà thật chất nó rỗng ruột, là tại vì họ học không cái cần, mà họ học không phải cái họ cần, mà họ đi để có doanh số. Tôi từng nghe hai ba người nói chuyện với nhau, tôi tao mày có 9 khóa, tao 10 khóa, họ lấy con số. Tất nhiên với cái tinh thần là có hơn không, nhưng 5 năm, 10 năm, 20 năm quý vị chẳng nhiêu đó, là cái lỗi của cái người học, cái lỗi của mình. Mới đầu mình có thể là chụp giật, mình học không biết gì hết trơn, mình học ông thầy bóc đâu lụm đó. Giống như giờ mình vô trường học, mình học đi học phổ thông, ông thầy ông dạy dở thì mình chịu thôi. Nhưng mà đó mình học lớp 10 đi tới lớp 11 mà ông thầy nó dạy mình nữa là mình phải đi lên mình gặp hiệu trưởng luôn á, chứ đâu phải mà ông dạy lơ tơ mơ quá rồi làm sao tôi thi đậu, làm sao đậu đại học, ông dạy gì đâu mà đạt tiêu chuẩn. Khi mà cái người học sinh á học con thấy tại sao biết như vậy, tại vì ông thầy dạy môn toán lớp A thì ông thầy kia dạy môn toán lớp B của cái trường B,
thì mình phải so sánh như cái vị khác. Ủa cái bài này ông giải gì kỳ vậy, vị này giải rốt ráo hơn. Cho nên mình phải làm sao mình trang bị kiến thức của mình từng chút từng chút từng ngày. Tôi cho quý vị 5 năm quý vị bị lừa đó, quý vị bị tào lao đó, thì tới năm thứ 6 là quý vị phải phanh lại lần bo cua gấp. Năm thứ 6 vẫn tèn tèn, ai hô phát tiền nào cũng nhảy vô. Tôi bớt biết mà tôi nằm siêng năng lắm ngồi, nhưng mà thật chất đó, nó rỗng cho nên đó, mình không có để lệ thuộc tới một cái mức độ nào đó. Không phải là cái gì mình cũng học, mà mình học cái gì cần cho cái cuộc tu này, chứ không phải phát thiền nào cũng nhảy vô, cái gì cũng chui vô để học hết. Thậm chí chúng tôi bây giờ chúng tôi cũng không cần, không muốn nghiên cứu diệu pháp cho nó ở trên cái mức mấy bộ pháp tụ bộ sông đấu, không cần, không muốn học luôn. Tại sao nó không xài được? Chúng tôi thấy nó học, một là mình học không vô không nổi, hai là thấy không xài được, học cũng không có giảng pháp được. Để đó có thể thời gian nữa mình cao hạ hơn, mình lớn tuổi, mình có kinh nghiệm vượt pháp nhiều hơn mình mới học. Còn bây giờ tập trung học những cái gì để đi nói đạo được, đem đè học mấy bộ pháp tụ rồi đi nói với ai cũng vậy á. Mình kiếm cái gì mà nó cần cho cái cuộc sống hàng ngày của mình. Ví dụ bây giờ mình hay cự lộn với chồng, mình hay cự lộn với mẹ chồng, thì mình phải học cái gì đó mình để mình gì bớt cự ly. Mình tu một thời gian chồng nó nói mình lá mình tiếng mình đính thinh mình đi thì mình mới thành công. Mình đi phần 10 phát tiền 20 phát tiền chồng về vẫn y cũ, dòng nói 1 tiếng 2 tiếng đứng dậy cự lộn đập đồ là thua. Cho nên á, mình tu một thời gian mà mình thấy cái tâm nội tâm mình nó không có tiến bộ á. Mấy sư thường hay nói cái nội công á, kêu bằng cái nội công á. Hồi xưa nè, tư nè, ở một chút đập đồ, đồ chùa bát chén quăng bể sẵn sẵn, giờ hết rồi. Mình tu làm sao? Giờ mình hết rồi, thì mới được. Còn mình tu mình để có con số thì cũng được. Qua wow. Tôi nói này tới sáng luôn. À. Cho nên thì quý vị là có thời gian sự rối, khi mà mới tu chưa có thời gian sự rối là mình không biết rốt cuộc là những cái kiến thức của mình là đúng hay sai. À, nó phải đi đến cái giống như ở trong kiếm hiệp á, nó có cái giai đoạn gọi là mình không phải ở mà tẩu quá nhập ma, nhưng mà mình muốn là mình phải xả hết công, xả hết công lực á, trở thành cái người bình thường á, rồi mình luyện lại từ đầu. Từng có thời gian như vậy đó, sư không có dám xài bất kỳ một cái kiến thức gì trong đầu, tại vì đi đủ hết trơn á, thiền tịnh mật rồi đủ hết trơn á. Quên đấy con thầy dạy đờn á, hai thằng học trò lại học. Cái thằng kia nó nói, thằng A nó nói thằng tí nó nói, thầy ơi con ở nhà con mẹ con chỉ con cũng được mớ rồi, đờn cũng được bạn hai bạn rồi, con biết chút chút rồi, thầy ăn ghẻ con nha. Cái thằng Tèo nó thấy vậy nó chết cha, không được thầy ơi, con đâu biết gì đâu, không lẽ thầy ăn gấp đôi con. Ông thầy ông khiều một tí ông nói, thằng Tèo nó yên tâm đi, mày tao lấy con nữa, thằng kia tao lấy gấp đôi, cái thằng mà biết một chút tao mới gấp đôi á. Cái thằng tí nó kiện, nó kỵ thầy, sao con biết chút chút mà thầy lại tặng lẽ thầy dạy dễ hơn thì phải giảm giá con chứ. Ông nói ông nội mày, mày học tầm bậy, tao xóa cái tầm bậy của mày xong tao dạy lại cái thiệt cái đúng á, là muốn chết tao rồi đó, tao ăn tiền gấp hai luôn á, gấp ba còn được nữa. Cho nên khi mà mình học tầm bậy rồi á, cái người có trách nhiệm mình lấy mình kiếm ông khác, cái ông thầy khác á, nội mỏng ngọn đi xóa những cái tào lao của mình thôi là mình thạch đuổi luôn nha. Nên á, những người nào mà cái bước đầu đó nên cẩn thận dữ lắm. Cẩn thận ở đây không có nghĩa là mình sợ sệt, mà mình phải tìm hiểu cho chắc. Thôi thì nói không lẽ giờ mình nói mèo khen mèo dài đuôi. Chứ bây giờ ở trong cái kênh YouTube của sư là đã có những cái lớp gọi là căn bản giáo lý. À, thôi thì học giùm sư cái đi. Rồi những cái chương trình mà vấn đáp á, ráng ngồi nghe đi. Nghe xong hết rồi mấy cái đó thì mình cũng có một chút xíu gọi là tự chủ tâm linh á nha. À, đó. Rồi. Mất thời gian rồi.